Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28 901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship hàng toàn quốc cho mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng nhiều đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung nằm đứng nha mọi người. Mẫu này thì dành cho anh em đi cưa khai thác làm hàng nhỏ hoặc anh em sử dụng trang mảng gia đình vườn nhà, thích hạng tầm trung, hạ gốc cây nọ thả ga nha mọi người. Đó. Thì em này là đến từ nhãn hiệu của Shindawa nha. Mã số của em này là 395 nha mọi người. Đó, nòng của nó là 40mm 39cc, thích hợp cho anh em sử dụng trong gia đình tầm trung ha. Đó, hạ gốc ấy nói chung là thả ga, anh em khai thác hàng nhỏ vừa tầm, đó, sử dụng vừa tay nha mọi người. Đời này thì e của nó là e tự động nhá. Đó, nó đến thương hiệu của Shindawa thì anh em biết rồi ha. Vòng tua rất là lì đòn nha mọi người, tiết kiệm nguyên liệu cũng là rất là tốt, rất là nhạy nổ ha. Đó. Thì trước mắt mọi người em máy này thì còn rất là đẹp, tình trạng máy là nguyên zin nguyên bản nhé mọi người. Đó, thì nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất thôi, đó là nó bị giống như bên nước ngoài nó đây là hàng bãi mà, đó thì nó sẽ bị những cái máy khác nó đâm vào đây này, đó là nó sẽ bị lủng lỗ đi một tí này, nhưng mà cái này nó không ảnh hưởng nha anh em nhé. Đây, nghĩa là bên trong là nó bên trong này nó chả là một cái gì, nó không tầm tốc đó. Đó là một cái dàn áo giống như nó hai lớp nha mọi người, cái lớp này là lớp ngoài đó, thì bây giờ cái này bể ra thì nó vẫn còn cái lớp trong, nhưng mà nhìn nó hơi thô một xíu, là có một cái đặc điểm này thôi, thì anh em gọi là nhìn vào thì nó hơi xấu xí trên đầu một xíu thôi đó, nhưng mà anh em mà gọi là quan trọng về gọi là không quan trọng về ngoại hình mà chỉ quan trọng về chất lượng máy thì khỏi suy nghĩ nha. Tình trạng máy mà em này mà đánh giá thì nó được đến 90% nha mọi người, rất là đẹp đấy, kể từ tất cả các chi tiết bên trong hay là má ốp nam hay tất cả mọi thứ ha mọi người, chỉ có một cái đặc nhược điểm là như này thôi, đó là nó bị xấu đoạn này thôi. Đấy. Thì lam của em này đang ráp cho anh em là lam latin nha, lam trơn này mọi người. Đó, lam trơn latin nhá. Đó, và mặt cắt cây là 45cm, xích chung 325 nha mọi người. Đó, xích này nó chung chỉ sau xích đại một đấc thôi. Lam latin, xích là bên cửa hàng em cũng đã ráp cho anh em xích mới về, anh em chỉ việc cắt thôi nha mọi người. Đó, rất là thuận tiện nha anh em nhé. Đó, hai ốc chân lam này anh em, và trực tiếp bằng khóa 13. Bên phía mặt má ốc lam này, cắt tem nhãn hiệu mạc vẫn còn này, Shinowa này, mã số này 395 này. Đó, mặt đằng sau đây. E của nó e tự động nhá, có mức tự động lên ga giúp ổn định máy ha mọi người. Đó, và đời này là có thiết kế cho mình bộ phận xả hơi này. Đó, cái nút đỏ này anh em này, đó khi mình bấm vào là giật nó giảm giật nhá mọi người, giật nó nhẹ nhàng hơn so với bình thường rất là nhiều nhá. Đó, lốc mặt tiền là trước đây. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao đột nòng 12 tháng, anh em mua được tặng kèm 3 món đồ đi theo máy nhá. Buji rúa tip mở buji nhá mọi người. Đó, lốc mặt tiền là trước đây. Độ chề chụa là chỉ có vài nốt chấm nhẹ thôi. Đó, có hàm rồng sắc nhọn này nha. Rất là mới nha anh em. Máy là nguyên zin nguyên bản nhá. Mã số seri đây 0008013 nha mọi người. Đó, E395 này, Mark in Japan nhá. Hàng chuẩn của Nhật Bản nha anh em. Đấy. Thì nắp đằng trước này là nhớt thải bôi trơn lam xích nha. Nắp đằng sau này là xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đó, bên phía má hồng thật đây. Tan tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn này. Đó, Shinowa ha, 395. Giờ sẽ mở bộ phận lọc gió nha anh em xem bên trong nhá. Anh em nào muốn xem chi tiết hình ảnh video thì nhắn tin qua Zalo nhá. Bên em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem ha. Đó, màng lọc bên trong này nha. Đó, đây quay cho anh em dễ hiểu này. Đó, bên trong này nó có hai cái lớp này anh em nhá. Đó, một lớp bên trong, một lớp bên ngoài này. Thì cái này nó chỉ bị bẻ lớp bên ngoài thôi, anh em có thể bẻ gãy luôn cả cái này đi cũng được, chả vấn đề gì ha mọi người. Nói chung là nhìn nó hơi thô tí bởi vì nó chảy xước cho mọi người. Đó, chứ còn máy này rất là đẹp này anh em này. Màng lọc này. Màng lọc lứa nha, ốc kín tuyệt đối, rất là mới nha anh em nhá. Chế xăng này, chế gom rồi nha mọi người. Tiết kiệm nguyên liệu tốt, ổn định nhạy nổ nhá. Rồi giờ em sẽ ráp lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Giá của em Shinowa 395 này nhá, là giá của nó là 3.600.000 đồng, được ráp cho anh em cây lam latin và bộ xích mới nha mọi người. Đấy, anh em nào cảm thấy kết máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Giờ bên em cửa hàng sẽ khởi động cho anh em nghe nhá.
đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài nhá. Anh em nghe thấy máy ha, rất là bốc máy bền bỉ nhá mọi người. Nói chung là mẫu này thích hợp cho anh em gọi là sử dụng gia đình, hạ gốc này nọ thả ga, mẫu cưa tầm trung ha. Có anh em đi cưa khai thác hàng nhỏ sử dụng này vừa tay vừa tầm, nhất làm ra rất là tốt nha anh em. Nhạy nổ nhá mọi người. Đó, kéo nhẹ nhàng nổ. Rồi ok, em ấy cưa xích Shinowa 395 nha mọi người. Giá của em này là 3.600.000 đồng. Anh em nào cảm thích kết em ấy cưa xích này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289 01 đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé.